con đường cát rác bỏng ở làng chài Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đưa chúng tôi đến thăm Lê Đức Long để được nghe một câu chuyện về hành trình tìm chữ cũng bền bỉ dữ dội không thua gì mùa gió Lào xứ cát. Làng chài nghèo, giấc mơ học hành của trẻ con làng chài gian nan đã đành. Với gia đình Long, cái khó còn chồng chất lên gấp bội. Tuổi thơ của ba chị em Long ngập trong những trận đòn roi bất chợt mỗi khi cha lên cơn bệnh tâm thần. Gia cảnh quẫn bách, chị gái và em trai Long đều học giỏi nhưng đành bỏ học. Năm học lớp 7, Long cũng nghỉ học đi ở đợ cho người ta. Bàn tay giăng lưới này cũng là bàn tay từng đi ở đợ, làm đủ mọi việc, từ dọn dẹp nhà cửa cho tới phục vụ quán cà phê, đêm đêm lại tranh thủ ôn bài. Rồi Long cũng học hết cấp 3. Những cay đắng tưởng chừng đã qua, thì ngay trước kỳ thi đại học, cha Long mất. Cái chết của cha khiến Long suy sụp, nhưng bằng ý chí không gục ngã và sự động viên của gia đình xóm giềng, Long đã vực dậy lên đường đi thi. Long đậu khoa luật của trường Đại học Huế với 21,5 điểm, riêng môn sử được 9,5 điểm. Niềm vui thi đậu được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi nước mắt của chàng trai tuổi mới lớn này. Thương cha, sau bao năm bệnh tật không kịp nhìn thấy con trưởng thành. Thương mẹ, vì gánh nặng từ những biến cố cuộc sống đã ảnh hưởng lên tâm lý, nhiều lần phải nhập viện chụp CT mà vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi lo cho con cái. Từ ngày thi đại học xong, Long về nhà, không đi làm phục vụ nữa. Ban ngày, Long thả lưới ở các bầu nước, ban đêm ra biển đánh lưới gần bờ, kiếm cá mang ra chợ bán đỡ đần cho mẹ. Còn phần mình, Long tin bản thân đủ sức tự lo. Nhìn Long, ánh mắt như ánh lửa. Cái nếp chịu thương chịu khó của người miền biển thấm đẫm trong xương cốt đã cho Long sức mạnh để biến những thử thách gian nan đời mình thành một hành trình không gục ngã. Thì với chặng đường đại học sắp tới, sẽ không có gì có thể cản bước Long thực hiện ước mơ hằng ấp ủ, trở thành một luật sư. Ngày biết tin đậu cả hai trường đại học, tâm trạng rối bời. Văn Thị Hằng mơ, không nhớ đã vui nhiều hay lo lắng nhiều hơn. Bà con lối xóm thì mừng lắm, vì đây đúng là một kết thúc có hậu cho sự phấn đấu không mệt mỏi của cô học trò nghèo vượt khó học giỏi suốt 12 năm trời. Nhưng với hai mẹ con mơ, đó là khởi đầu cho một thử thách có phần quá sức. Nhà mơ nghèo lắm, lại chỉ có hai mẹ con. Từng ấy năm trời, hai chiếc bóng vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Là một người mẹ đơn thân vất vả đã đành, mẹ mơ lại còn là người khuyết tật. Một tay và một chân cử động khó khăn, mẹ vẫn tần tảo thức khuya dậy sớm, một mình nuôi mơ khôn lớn. Toàn bộ thu nhập gia đình dựa vào ít rau quanh nhà và mấy con heo, con gà mẹ nuôi. Tuổi thơ mơ sống trong thiếu thốn vật chất và những thắc mắc về cha, nhưng đong đầy tình thương yêu của mẹ. Động lực sống, niềm vui và ước vọng cả cuộc đời mẹ, tất cả được gửi gắm vào cái tên Văn Thị Hằng mơ. Chính vì vậy, khi đứng trước quyết định sẽ ra Huế theo đuổi giấc mơ đại học, để mẹ một mình một bóng ở nhà, mơ đã bao lần rơi nước mắt. Từ cái hồi mà đi học mẫu giáo này giờ cứ nói mẹ ơi con muốn làm bác sĩ lắm. Và tôi mới nói là con muốn làm bác sĩ thì con cứ học thì giỏi thì sẽ làm được thôi. Hay tin con đậu hai trường đại học với số điểm cao, mẹ mừng lắm, nhưng đáy mắt lại đầy nỗi buồn lo. Mẹ lo lấy đâu ra tiền,
liệu mình có còn đủ sức cho con tiếp tục học hành. Nỗi lo ấy lớn hơn rất nhiều so với cái buồn sẽ sống xa con, lớn hơn nhiều so với cơn đau vẫn hành hạ mẹ mỗi đêm, vì ước mơ tương lai của con cũng chính là tất cả ước mơ của mẹ. Dẫu biết sẽ đối mặt rất nhiều cam go thử thách, nhưng với hành trang gói ghém đầy tình thương của mẹ và nghị lực của bản thân, cô tân sinh viên với cái tên Hằng Mơ này sẽ đủ sức chinh phục mọi chặng đường phía trước.